Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Chương trình ngày hôm nay sẽ có nội dung đáng chú ý sau đây. Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trước mưa lớn và ngập lụt. Gia tăng nhanh sốt xuất huyết, đề phòng dịch chồng dịch. Trong phần tin quốc tế, Anh nới lỏng quy định với tài xế nước ngoài. IS thừa nhận tiến hành vụ tấn công ở Kandahar, Afghanistan. Thưa quý vị, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận một ổ dịch COVID-19 rất phức tạp với nguồn lây từ đôi vợ chồng sống ở xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn. Tính đến hiện tại, 9 người trong đó có 4 học sinh tiểu học đã nhiễm COVID-19 sau khi tiếp xúc gần với hai vợ chồng sống tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Theo kết quả điều tra dịch tễ, nguồn lây đã tiếp xúc với rất nhiều người trước khi được phát hiện nhiễm COVID-19. Đến chiều ngày 15 tháng 10, kết quả truy vết đã xác định được gần 400 F1, gồm hơn 100 học sinh trường tiểu học trung học cơ sở Quang Trung và hơn 2.100 F2 của hai vợ chồng bệnh nhân nói trên. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với thị xã Bỉm Sơn thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa lây lan COVID-19 tại địa phương này. Tối 15 tháng 10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ tiếp tục ra thông báo khẩn về một trường hợp mắc COVID-19 mới là F1 của 2 ca COVID-19 trước đó. Theo nhận định, các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao có nguy cơ lan rộng ra cộng đồng khi đến nay vẫn chưa xác định được nguồn lây. Hiện Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao và 24 hộ gia đình đang được tiến hành cách ly, phong tỏa. Qua truy vết đã xác định được 173 trường hợp F1 và hơn 1.000 F2. Tất cả các trường hợp đang được khẩn trương lấy mẫu làm xét nghiệm. Do nằm trong khu vực có dịch và có giáo viên là F1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã quyết định cho gần 3.000 học sinh và cán bộ giáo viên của trường Trung học Phổ thông Việt Trì, Trung học Phổ thông Long Châu Sa và Trung học Phổ thông Lâm Thao tạm dừng đến trường để bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Nhằm sớm hoàn thành mục tiêu miễn dịch cộng đồng, tỉnh Vĩnh Phúc đang triển khai đợt tiêm chủng quy mô lớn cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh, đợt thứ 10 năm 2021. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các chuyên gia nước ngoài, lãnh đạo, nhà quản lý các doanh nghiệp là nhóm chính được tiêm lần này. Toàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có hơn 100.000 công nhân lao động làm việc ở các khu công nghiệp với mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, đặc biệt là người lao động trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đang được tỉnh ưu tiên để sớm ổn định sản xuất. Đợt này, Vĩnh Phúc tiếp nhận 370.200 liều vaccine từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, trong đó có 300.000 liều vaccine Verocell và 70.200 liều vaccine Pfizer. Đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho gần 78% công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh. Trước thực tế có nhiều lao động từ miền Nam trở về dương tính với SARS-CoV-2, UBND tỉnh Hà Giang đã chủ động phối hợp với các tỉnh thành phía Nam rà soát số lao động có nhu cầu trở về địa phương, hỗ trợ phương tiện và nhu yếu phẩm, tránh tình trạng lao động tự phát trở về bằng các phương tiện cá nhân. Trong tổng số gần 3.000 lao động trở về Hà Giang thời gian vừa qua, thì có tới 225 ca dương tính với COVID-19. Tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh rà soát số công dân mong muốn trở về. Trong đợt hỗ trợ lần 1, có 479 người lao động đủ điều kiện về Hà Giang có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đối với tập đoàn SLC để kết nối cái số công dân của chúng ta đăng ký. Thứ hai nữa, kết nối với Ủy ban Nhân dân ba tỉnh thành phố đó là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai để đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh đó, thành phố đó có chỉ đạo các ngành, các huyện để mà tạo điều kiện cho công dân chúng ta, thứ nhất là được xét nghiệm, thứ hai được phép di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất. Để đưa gần 500 lao động trở về thuận tiện, tỉnh Hà Giang đã kết nối với hãng hàng không Bamboo Airways, hỗ trợ toàn bộ chi phí vận chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Trong ngày 14 tháng 10, tỉnh Hà Giang đã bố trí 17 xe khách với hàng trăm cán bộ y tế đi xuống cùng sân bay Nội Bài, hỗ trợ công dân trở về địa phương nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch. Việc
mà thực hiện chở 500 người lao động từ Hà Giang, từ thành phố Hồ Chí Minh về, cũng là trong những tình cảm lương tâm của chúng tôi. Và chúng tôi có điều kiện thì chúng tôi thấy là nhanh chóng chở bà con đi về với lại Hà Giang. Thì đấy là vùng có an toàn hơn. Đến ngày 15 tháng 10, toàn bộ số lao động đã di chuyển về 11 khu cách ly của Hà Giang, tiếp tục thực hiện các thủ tục y tế và cách ly theo quy định. Thời gian tới, tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục rà soát tổ chức đón người lao động, quyết tâm không để lây lan dịch ra cộng đồng. Thưa quý vị, hôm nay là ngày lương thực thế giới 16 tháng 10. Ở một nơi nào đó trên thế giới vẫn còn tồn tại nạn đói, vẫn còn có những đứa trẻ phải chết vì suy dinh dưỡng. Năm nay, đại dịch COVID-19 tiếp tục khiến cho lương thực phân phối trên toàn thế giới bị ảnh hưởng. Dịch COVID-19 không chỉ làm gián đoạn hệ thống nông nghiệp thực phẩm mà còn gây ra một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu chưa từng có, làm gia tăng tình trạng mất an ninh lương thực. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, nhu cầu cấp bách hiện nay đó là chúng ta phải thay đổi hướng đi để hệ thống lương thực thực phẩm có khả năng cung cấp cho 10 tỷ người trên toàn thế giới vào năm 2050. Đại dịch COVID-19 gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng trên hệ thống lương thực, thực phẩm, khiến tăng giá thực phẩm. Có nhiều nơi giá thực phẩm đã tăng từ 30 đến 50%. Tình trạng này kéo theo những hệ lụy về mặt xã hội. Do đó, việc xây dựng hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững đang là nhu cầu cấp thiết hiện nay. Thời gian sắp tới thì theo quan điểm của FAO là chúng ta vẫn cần phải duy trì sự ổn định của ngành kinh tế nông nghiệp, nhưng đồng thời cũng phải chuyển mạnh về kỹ thuật số và giúp cho cái công tác dự trữ tại chỗ cho cái kho lương thực đối với những cộng đồng dân nghèo dễ bị tổn thương, dễ bị ảnh hưởng, người ta có thể tiếp cận trực tiếp. Hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững là phải có đủ các loại thực phẩm bảo đảm dinh dưỡng và an toàn với giá cả phải chăng cho tất cả mọi người. Không ai bị đói hoặc suy dinh dưỡng ở bất kỳ hình thức nào, không để thực phẩm bị lãng phí và chuỗi cung ứng thực phẩm có khả năng chống chịu tốt hơn với các tác động như biến động giá cả, đại dịch, đồng thời tránh làm trầm trọng hơn tình trạng suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu. Từ 0 giờ sáng nay, thành phố Đà Nẵng đã nới lỏng nhiều hoạt động, trong đó hoạt động bán hàng tại chỗ được cho phép. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, tuy nhiên từ sáng sớm, người dân đã sắp xếp thời gian để tận hưởng không khí nhộn nhịp của hàng quán sau gần 4 tháng tạm dừng hoạt động. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết tại thành phố Đà Nẵng sáng nay có mưa. Tuy vậy, từ sớm hàng quán bắt đầu có khách. Ghi nhận tại phố ẩm thực Huỳnh Thúc Kháng, quận Hải Châu, không khí buôn bán khá sôi động. Không khí nó tạo ra cho mình cái cảm giác ngon miệng và giống như là mình sống trong một cái cộng đồng nó gần gũi hơn, chứ còn mua về nhà thì nó không có được cái không khí đó, dù vẫn là cái món ăn đó nhưng mà nó không cảm thấy ngon miệng bằng. Lâu nay thì uống cà phê trong nhà rồi đó thôi, chứ đâu ra đường cảm giác là buồn chán, ngồi góc góc trong nhà đó. Còn bây giờ được ra đường đồ ngồi uống cà phê thì thoải mái, vui vẻ gặp bạn bè anh em cũng vui. Theo chia sẻ của chủ các cơ sở kinh doanh hàng quán ăn uống, thì những ngày đầu tiên, lượng khách cao nhất chỉ có thể đạt khoảng 30%. Nguyên nhân là do tâm lý người dân vẫn lo ngại về tình hình dịch bệnh. Ngoài ra, các khoản sinh hoạt hàng ngày cũng sẽ được người dân tính toán chặt chẽ hơn. Vì người dân là cũng khó khăn, là cũng chưa được đi làm, cũng chưa có thu nhập để mà đi chi tiêu bình thường. Ghi nhận trong ngày đầu nới lỏng các hoạt động tại thành phố Đà Nẵng, nhìn chung công tác phòng dịch đã được coi trọng bởi mỗi người đều đã có ý thức giữ được trạng thái bình thường mới, cần có trách nhiệm, sự chung tay và góp sức của cả cộng đồng. Tiếp nối chương trình, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trước mưa lớn và ngập lụt. Gia tăng nhanh sốt xuất huyết, đề phòng dịch chồng dịch. Thưa quý vị, theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 18 tháng 10, khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Tình trạng nhiều hồ chứa đã đầy nước sau nhiều đợt mưa liên tiếp, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình, đặc biệt là ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Để bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập úng, hạn chế thiệt hại do mưa lớn gây ra, Tổng cục Thủy lợi đề nghị các tỉnh, thành phố, các ban quản lý công trình thủy lợi khẩn trương thực hiện, bố trí đủ
lực lượng thường trực, vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý khi có tình huống mất an toàn có thể xảy ra. Đối với các hồ chứa có cửa van, khẩn trương hạ thấp mực nước hồ xuống mức chủ động đón lũ, hạn chế xả lũ với lưu lượng lớn trong thời gian mưa lớn, thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố. Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị dồn sức phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì hơn lúc nào hết, việc phòng chống thiên tai cũng đang được các địa phương chủ động triển khai khi mùa lũ đã đến gần, phản ánh của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại tỉnh Phú Yên. Dự báo từ nay đến cuối năm 2021, Phú Yên sẽ chịu ảnh hưởng từ 1 đến 2 cơn bão, với lượng mưa trung bình cao hơn từ 20 đến 40% so với những năm trước. Nếu bão kèm mưa lũ lớn xảy ra trong tình hình dịch COVID-19 tái diễn biến phức tạp, phương án di dời người dân và bảo vệ tài sản đã được tỉnh Phú Yên tính đến, có sự tham gia của hơn 900 tổ COVID-19 cộng đồng với khoảng 6.000 người. Đưa cái tổ COVID cộng đồng thêm một cái chức năng, nhiệm vụ, cộng thêm chức năng, nhiệm vụ là góp phần trong cái phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Thì nó vì cái lý do là họ cho rằng, một là cái tổ này có kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, khi mà hậu quả xảy ra thì chính cái tổ này cũng là cái tổ là kiểm kê, thống kê, giúp đỡ cho bà con, giúp đỡ cho bà con trong cái việc khắc phục nhanh nhất. Tại các vùng có nguy cơ sạt lở đất đá, đe dọa tính mạng, nhà cửa của người dân, vùng chiều cường uy hiếp, các công trình kè biển và an toàn hồ đập đã được Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên chủ động phương án ứng phó theo kịch bản nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Đã xây dựng một cái kịch bản phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của tỉnh trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Đấy, cho nên đây là một cái vấn đề. Thứ hai thì là đã giao cho các ngành chuyên môn, mỗi ngành đều có một văn bản hướng dẫn ở các địa phương để thực hiện. Rút kinh nghiệm từ những mùa mưa bão trước, chính quyền các địa phương và các ngành liên quan của tỉnh Phú Yên đang khẩn trương kiểm tra độ an toàn của phương tiện, thiết bị cứu hộ cứu nạn, vị trí cao dự kiến làm nơi di dời dân lánh nạn, các khu vực tàu thuyền neo đậu tránh trú bão, đặc biệt là chủ động các cơ sở vật chất dự phòng cùng các trang thiết bị nhân lực phòng chống và điều trị bệnh nhân COVID-19 trong mọi tình huống. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Sở Kế hoạch Đầu tư xem xét khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhằm bảo đảm 500 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa chung cư xây dựng trước năm 1975. Để có giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, cải tạo, sửa chữa chung cư cũ của thành phố hiện nay, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung giải pháp chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng đối với các chung cư cấp D có diện tích nhỏ. Hiện nay có rất nhiều chung cư cũ có diện tích dưới 1.000 m2 không kêu gọi được nhà đầu tư do quy mô xây dựng mới không đủ lớn để nhà đầu tư có thể bố trí tái định cư cho các hộ dân và thu hồi vốn, không bảo đảm hiệu quả kinh tế khi xây dựng lại nhà chung cư. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Kế hoạch Đầu tư xem xét khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025, bảo đảm nguồn vốn 500 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa chung cư trước năm 1975. Giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thực hiện cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới 213 trên 237 chung cư. Việt Nam đang đứng trước những thay đổi lớn về cơ cấu dân số theo độ tuổi với tỷ lệ già hóa nhanh. Làm thế nào để giải quyết thách thức của viễn cảnh chưa giàu đã già? Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới đã đưa ra góc nhìn cho vấn đề này. Tới năm 2035, Việt Nam sẽ trở thành nước có dân số già với tỷ lệ người trên 65 tuổi chiếm 10 đến 19,9% dân số. Già hóa dân số có thể khiến tăng trưởng kinh tế Việt Nam chậm lại, làm tăng chi tiêu công và gia tăng áp lực đối với hệ thống cung cấp dịch vụ công. Trong 30 năm tới, chi phí để đáp ứng các nhu cầu của một xã hội đang già hóa sẽ chiếm khoảng từ 1,4 đến 4,6% GDP. Ngân hàng Thế giới khuyến nghị Việt Nam cần nhanh chóng xây dựng kỹ năng cho lực lượng lao động để thúc đẩy đổi mới và nâng cao năng suất nền kinh tế, cũng như bắt đầu tiến hành cải cách lương hưu ngay từ bây giờ để duy trì sinh kế cho người cao tuổi trong những thập kỷ tới.
Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có những diễn biến khó lường. Chính bởi vậy, dịch bệnh này đang là tâm điểm, nhận được sự quan tâm của người dân. Tuy nhiên, ngoài COVID-19 thì ở thời điểm hiện tại, thời tiết chuyển mùa cũng là điều kiện thuận lợi để các loại virus khác phát triển và kéo theo đó là sự gia tăng của nhiều dịch bệnh khác và tấn công con người. Một trong số đó là sốt xuất huyết. Tại Hà Nội, số ca mắc bệnh cũng có xu hướng gia tăng trong những ngày gần đây và cần lưu ý là nguy cơ dịch chồng dịch có thể xảy ra bởi chúng ta vẫn đang phải tập trung cảnh giác với dịch bệnh COVID-19. Khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp thành phố Hà Nội. Thời điểm hiện tại đang có khoảng 50 bệnh nhân điều trị nội trú và ngoại trú vì sốt xuất huyết. Sau khi đi làm về, bệnh nhân này xuất hiện triệu chứng đau đầu nhưng chỉ nghĩ mệt mỏi do công việc. Tuy nhiên khi thấy tình trạng nặng lên, tay chân chị lại xuất hiện các nốt phát ban, chị mới tới bệnh viện thăm khám và được xác định mắc sốt xuất huyết. Tôi thấy người lúc nào cũng nao nao buồn nôn và sốt cao, đau người với cả người kiểu cảm giác nó cứ mệt, nó không ngồi dậy được. Cơ thể sốt, mệt mỏi sau khi tiêm vaccine COVID-19 nên bệnh nhân này chỉ nghĩ là phản ứng thông thường sau tiêm chủng. Tuy nhiên khi đến bệnh viện thăm khám, chị được xác định mắc sốt xuất huyết. Sau 2 ngày điều trị ngoại trú, chị phải nhập viện do xuất hiện biến chứng tràn dịch màng bụng và màng phổi. Đáng nói đến nay, gia đình chị đã có 4 người cùng mắc sốt xuất huyết. Lúc nào cũng trong tình trạng kiểu đầu óc nó quay cuồng, chóng mặt mà không thể ngồi dậy được ấy ạ. Thì rất là mệt mỏi luôn. Còn vấn đề đau bụng thì mình không nghĩ, nó nghĩ chỉ đơn giản là hay là do những ngày vừa qua mình uống thuốc hạ sốt nhiều, nó bị ảnh hưởng đến dạ dày thôi chứ không nghĩ là nó sẽ bị tràn dịch phổ như thế. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 50.473 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 18 trường hợp tử vong tại 9 tỉnh, thành phố. Đáng nói, chỉ trong một tuần qua, thành phố ghi nhận tới 440 ca mắc sốt xuất huyết. Có thời điểm các bệnh viện tiếp nhận nhiều người trong cùng một gia đình, cùng xã, cùng nhập viện do sốt xuất huyết. Thời điểm đầu chúng tôi có thể mỗi ngày chỉ ghi nhận 5 ca, 10 ca thôi. Nhưng bây giờ là có những ngày chúng tôi lên người bị bệnh đến khám lên đến 30 ca. Đấy, và có những trường hợp cả một khu vực thôn xóm làng là đều có biểu hiện bệnh, người bệnh ở nhà và đến muộn thì cái gan bị tổn thương và nó sẽ có một cái ảnh hưởng đến sức khỏe của mình sau này. Đấy, và có những cái tình trạng là gây chảy máu, xấu nhất thì là có thể dẫn đến tử vong. Sốt xuất huyết là bệnh xảy ra quanh năm, nhưng thường bùng phát mạnh từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm do ở thời điểm giao mùa, nắng mưa thất thường, thuận lợi cho muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển. Trong khi người dân hiện vẫn trong tâm lý đề phòng dịch COVID-19 nên lơ là các dịch bệnh khác có thể bùng phát tại thời điểm này, và đây có thể là nguy cơ dẫn đến dịch chồng dịch, khi đó sẽ rất khó khăn trong công tác điều trị. Với sốt xuất huyết, biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả lại rất đơn giản là diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy và phòng muỗi đốt. Người dân nên thường xuyên giữ vệ sinh nhà cửa, tạo thói quen mắc màn khi đi ngủ để bảo đảm không bị muỗi vằn đốt gây ra sốt xuất huyết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 16 tháng 10 tại thành phố Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổng kết đánh giá kết quả chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ chính phủ điện tử. Chương trình thực hiện 26 nhiệm vụ khoa học công nghệ và được ban chủ nhiệm đánh giá hoàn thành 80% mục tiêu đề ra với nhiều sản phẩm thiết bị có khả năng ứng dụng như thiết bị chuyên dụng giám sát hạ tầng công nghệ thông tin, camera bảo mật, hệ thống phân tích vết truy cập dịch vụ. Các nhóm nghiên cứu đã tối đa hóa khả năng làm chủ từ thiết kế, chế tạo và giải pháp tích hợp. Các thiết bị phần cứng sau khi được chế tạo đều được thử nghiệm thực tế, đánh giá kiểm định độc lập. Từ đó nâng cao được tiềm lực nghiên cứu khoa học công nghệ trong nước, vừa đảm bảo vấn đề bảo mật, an toàn an ninh thông tin, phục vụ hoạt động chính phủ điện tử. Hiện tại 100% các đề tài đã nghiệm thu đều có kết quả được ứng dụng vào thực tiễn, phục vụ cho các hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước có tiềm năng thương mại hóa. Để thảo luận về tiềm năng thế mạnh của công nghiệp điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và các chính sách cần có để phát triển, chiều qua ngày 15 tháng 10, tọa đàm Luật Điện ảnh sửa đổi với việc phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam đã được báo Đại biểu Nhân dân phối hợp cùng với Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông tổ chức.
Tọa đàm luật điện ảnh sửa đổi với việc phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam đã thảo luận về tiềm năng thế mạnh của công nghiệp điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và các chính sách cần có để phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam. Cũng trong buổi tọa đàm, các diễn giả đã trình bày những xu hướng phát triển kinh tế sáng tạo và cơ hội cho ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam. Qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách với mục tiêu phát triển ngành và đề xuất giải pháp xây dựng khung pháp lý hài hòa thông qua luật điện ảnh sửa đổi trong bối cảnh kinh tế số bùng nổ. Dự thảo luật điện ảnh sửa đổi sẽ được Quốc hội khóa 15 cho ý kiến lần đầu vào ngày 20 tháng 10 sắp tới và xem xét thông qua vào tháng 5 năm 2022. Thưa quý vị, công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ trong lúc đại dịch COVID-19 đang bùng phát đã khó, nhưng việc xác minh danh tính liệt sĩ lại càng khó hơn. Do vậy, việc tìm được một liệt sĩ có thông tin, xác định chính xác danh tính, đơn vị, quê quán có thể nói chính là điều may mắn và thực sự có ý nghĩa đối với các lực lượng làm nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ hiện nay của Bộ Quốc phòng. Hôm nay, gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Đích, quê ở xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, rất vui mừng khi đội quy tập mộ liệt sĩ quân khu 2 báo tin đã tìm thấy hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Văn Đích tại bản Sốp Hùn, huyện Mường Ngòi, tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Với bà Nguyễn Thị Dĩ, tin tìm được hài cốt của em trai mình có lẽ đó là khát khao lớn nhất đối với bà. Cảm ơn Đảng và Nhà nước và các chính quyền mà đã có tâm mà đưa hài cốt em tôi về, chúng tôi rất mừng. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đích là một trong 6 liệt sĩ được đội quy tập quân khu 2 tìm kiếm và cất bốc trong đầu tháng 10. Được biết, khu vực bản Sốp Hùn trước đây có một nghĩa trang nhân dân của địa phương. Trong thời kỳ chiến tranh, chúng ta đã sử dụng để chôn cất bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến dịch quyết thắng năm 1967. 6 bộ hài cốt liệt sĩ trên bước đầu đã được xác định tên, quê quán và thân nhân. Hiện đội đang xác minh và liên hệ với gia đình các liệt sĩ. Anh em quyết liệt đã tìm kiếm cất bốc được 6 hài cốt liệt sĩ. Đấy là một niềm rất phấn khởi và xúc động. Trong cái quá trình thực hiện tìm kiếm thì có rất nhiều cái vất vả, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của mình. Thế nhưng anh em trong đội quy tập thì đã khẳng định được cái quyết tâm thế và trách nhiệm của mình trong cái việc tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt mộ liệt sĩ. Trong mùa khô 2020-2021, 11 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập. Đây là sự nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ trong đội hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 2 trong tháng 10 này. Tiếp nối chương trình là những thông tin quốc tế quan trọng khác. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 10, cảnh sát Anh đã ra tuyên bố coi vụ nghị sĩ đảng bảo thủ David Ames bị đâm tử vong là vụ tấn công khủng bố. Cảnh sát thủ đô London, Anh ra tuyên bố cho biết điều tra ban đầu đã xác định động cơ tiềm tàng liên quan đến chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo. Cảnh sát trưởng hạt Essex nơi xảy ra vụ tấn công, ông Benjulian Harrington cho biết các sĩ quan cảnh sát chống khủng bố đang phụ trách điều tra vụ tấn công này. Trước đó cùng ngày, nghị sĩ David Ames, 69 tuổi, theo đường lối ủng hộ Brexit, đã bị một đối tượng dùng dao đâm chết khi đang gặp gỡ cử tri trong một nhà thờ tại thị trấn Leigh-on-Sea thuộc hạt Essex phía đông thủ đô London. Cảnh sát địa phương đã bắt giữ một người đàn ông 25 tuổi tại hiện trường và thu giữ một con dao. Vụ tấn công này đã làm dấy lên những nghi vấn về công tác bảo vệ an ninh tại Anh dành cho các chính trị gia và gây chấn động dư luận nước này. Tòa nhà Quốc hội Anh và Văn phòng Thủ tướng Anh đã treo cờ rủ để tưởng nhớ nghị sĩ Ames. Philippines đã bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi có đủ điều kiện kể từ ngày hôm qua, mục đích là nâng tỷ lệ tiêm chủng của cả nước cũng như chuẩn bị mở cửa trở lại trường học. 60 thanh thiếu niên đầu tiên tại Manila đã nhận được liều vaccine Pfizer, dự kiến sẽ có nhiều vaccine hơn trong những tuần tới đây. Bộ Y tế Philippines cũng cho biết nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu vaccine, phấn đấu tiêm đủ vaccine cho tất cả trẻ vị thành niên. Cuối tháng trước, Philippines đã phê chuẩn sử dụng vaccine của hãng Pfizer và Moderna để tiêm cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên tại nước này. Cho đến nay, gần 80% dân số trưởng thành ở thủ đô Manila đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Trên toàn Philippines, tỷ lệ này là 30%. Số ca mắc mới COVID-19 ở Philippines đã chạm mốc cao kỷ lục 26.303 ca vào ngày 11 tháng 9, nhưng đã giảm xuống dưới 9.000 ca trong 4 ngày vừa qua. Hiện nước này ghi nhận trên 2,69 triệu ca mắc và hơn 40.200 trường hợp tử vong. Chính phủ Anh sẽ nới lỏng quy định hạn chế số lần vận chuyển hàng hóa của tài xế xe tải người nước ngoài. Sự điều chỉnh này là để ứng phó với cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng trước dịp Giáng sinh.
Theo quy định hiện hành, tài xế xe tải là công dân các nước thành viên Liên minh châu Âu EU được thực hiện hai chuyến nhận và trả hàng trong vòng 7 ngày sau khi đến Anh. Tuy nhiên, quy định mới dự kiến áp dụng trước Giáng sinh cho phép các tài xế EU vận chuyển hàng hóa không giới hạn trong thời gian 2 tuần. Về quy định mới này, thì Anh sẽ có thêm hàng nghìn tài xế xe tải vận chuyển hàng hóa. Ngoài việc tăng số lượng đào tạo lái xe, chính phủ Anh cũng đã triển khai lực lượng quân đội để vận chuyển nhiên liệu nhằm giảm bớt áp lực tại các trạm xăng. Gần 200 nhân viên tàu chở dầu quân sự gồm 100 lái xe sẽ vận chuyển nhiên liệu tới các trạm xăng trên khắp nước Anh. Chính phủ Anh cũng dự định cấp visa tạm thời cho 5.000 tài xế nước ngoài. Ngày 15 tháng 10, tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS Khorasan đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết chiều cùng ngày nhằm vào một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Kandahar của Afghanistan, làm ít nhất là 41 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Trong tuyên bố đăng tải trên các kênh Telegram, tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS Khorasan cho biết hai phần tử đánh bom liều chết đã tiến hành các vụ tấn công riêng rẽ nhằm vào các khu vực của thánh đường trong lúc các tín đồ đang cầu nguyện bên trong. Trong khi đó, lực lượng đặc biệt của Taliban vẫn đang tiến hành điều tra về vụ tấn công, còn giới chức thành phố Kandahar kêu gọi người dân hiến máu cứu chữa cho các nạn nhân. Gần đây, tại Afghanistan liên tục xảy ra các vụ tấn công. Hôm 13 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo nguy cơ xảy ra làn sóng phiến quân từ Iraq và Syria tràn vào Afghanistan, gây bất ổn an ninh khu vực. Trong khi đó, chính phủ lâm thời do Taliban thành lập ở Afghanistan vẫn chưa được quốc tế công nhận. Và thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.